tới Phật tông thì dính tới bùa chú, dính tới tà thuật, dính tới đủ thứ, mà từ cái những cái đó nó tác động ngược đó, nó tác động phụ đó, nó gọi là sai hợp pháp đó, thì nó có khi nó đưa đến tẩu quả nhập ma. Tại vì làm nó không đúng bài á, nó trật thì nó bị. Thật ra đó thì cái Phật tông á bây giờ nó len lỏi ở hải ngoại nhiều là lý do tại sao, tại vì nó dính líu tới vụ Tây Tạng. Mà Tây Tạng á thì đại đa số mấy ông sư qua đây á thì ban đầu á thì hay truyền thừa cái vấn đề thiền Vipassana đó. Ừ. Cái thiền của Myanmar đó. Dạ thì nó dính líu chỗ đó. Bởi vì nó thu hút một số được cái người ngoại quốc, thu hút hơi thôi chứ còn cũng không hẳn là được đâu. Được người quát nhất là cái thiền Vipassana đó. Tại vì nó là thực tế. Nó là thực tế, nó không có mờ mờ ảo ảo, quyền diệu gì, thẩm thâm gì như đại thừa, như bắt truyền hết, đúng không? Cho nên á thì thừa len lỏi đó nó mới dính vô cái vấn đề cái người Á Đông mình. Nó dính vô cái vấn đề Tây Tạng, truyền thừa ở Phật tông ở đây nhiều. Nhưng mà thật sự nói vậy chứ nó cũng không thể nào du nhập đến người phương Tây được. Bởi vì cái đám trẻ phương Tây bây giờ nó văn minh, nó tiến bộ lắm. Nói mà không thực tế nó không có tin. Cho nên cái sự truyền thừa Phật Pháp nó chỉ có một là Đức Lợi Rạc Ma, hai là Thiền Sinh Nhất Hạnh. Thì hai cái đó, nhưng mà giờ hai ông cụ này thì dày cụ Nhất Hạnh nó cũng như rồi rồi. Còn Đức Lợi Đạt Ma, nhưng mà Đức Lợi Đạt Ma thì tuy rằng nói chứ ông cụ Đức Lợi Đạt Ma thì bây giờ cụ gọi là giống như là mình nói là sao ta, không biết nói là sao đây, nó giống như là nó cũng có giá trị mức độ nào đó thôi. Thành ra bây giờ nó dính líu tới là nó dính líu cái như vậy ấy. Cái người Á Đông thôi, người Á Đông mình nó xưa nay nó có cái bệnh hảo quyền. Một thời gian dài á thì nó lại mê tịnh độ. Ừ. Thấy không? Tịnh độ, nhưng mà bây giờ cái đám tịnh độ nó không thể đem truyền qua bên phương Tây này được. Bởi vì nó không tin, đây tôi đã ở phương Tây mà phương Tây nào nữa. Đúng rồi, Tây Phương đây rồi. Tây Phương đây rồi. Tây Phương nào nữa, cho nên nó không thể truyền bá được, cho nên cái gánh của ông Tịnh Không á thì nó đem được một số người Á Đông ở Canada là cha ngộ thông ngộ gì đó thôi, thấy không, chứ cũng không truyền bá được. Thành ra đó buộc lòng bên Việt Nam á nó bắt đầu nó chơi cái tình trạng là cái đám Bắc Cộng đó, ví dụ cái đám chùa Vĩnh Nghiêm á, một thời gian dài nó lại đem cái đám Tây Tạng qua để truyền bá cái mặt thừa. Tại vì hồi thời xưa thì nó có ông Duyên Thành ở chùa Hương cũng chuyên về mặt tông. Ừ. Đúng không? Trong Việt Nam có một ông này, Việt Nam có một ông. Việt Nam thì nó không có thế bằng. À. Ông muốn truyền cái gì truyền mà thời buổi ngày nay nó phải có tiền có thế. À. Ông mới truyền được. Miền Nam á, cái ông ở Đồng Tháp á, nó chỉ có cái lên đó tầm 73 chùa Xá Lợi thôi chứ cho Nhật Quang á chứ gì. Không có làm ăn gì được mẹ gì hết trơn á. Anh muốn truyền thì anh phải có tiền. Còn hồi xưa tại ông có chùa Hương đó là ông có tiền. Ông nói cái chùa Hương là ông nghĩ một năm nó thu bao nhiêu. Thành ra có tiền mà thế gian cái này, bây giờ anh muốn gì anh có tiền nói chúng nó nghe hà. Ví dụ như cha Trung Nguyên hay thằng cha Thiên Long Sơn Tấn Kiệt là thấy chưa? Có tiền là nói đi họp với Ngọc Hoàng, nó cũng tin là có đi họp với Ngọc Hoàng. Bây giờ mà tôi thí dụ giờ tôi mà trúng được 400 triệu đô coi. Giờ tôi nói tôi đi họp với ông Căn Thù Vô Hiền Phật nào cũng tin nó trên trời á. Bởi vì cái đồng tiền nó quyết lên nè. Thì bây giờ cái xã hội nó như vậy, nó theo trào lưu như vậy. Bây giờ trả lại cái đám ông nói là mật thừa. Mật tông. Tại vì bây giờ cái đám Bắc Tông á, ngày xưa tại đất Mỹ này, ông nên nhớ rằng nếu thống kê đó, cái chùa của người Tàu, chùa người Nhật á, nó còn gấp 3-4 lần chùa của người Việt tại Mỹ bây giờ. Nếu 100-200 năm về trước, mà cuối cùng nó bán sạch hết ra. Thế bây giờ nội địa phương mình thôi, không thấy được mấy chùa Tàu, đâu nghe đâu phải không? Không nghe. Trong khi ngày xưa chùa Tàu nó đông còn hơn chùa Việt mình nữa.
bây giờ có mặt ở tại đất Mỹ này mà nó bán sạch hết rồi. Ủa đang nói vụ gì, nói qua vấn đề đó à? Nói vấn đề đề hả? Đề Phật Tông. Thành ra đó tàu thì nó qua nó cũng a mi phù phù. Thế thì nó cũng không làm, nó không thu hút được cái giới trẻ phương Tây. Bên Nhật Bản nó đem qua cái Nhật Liên Thánh Nhân là tu theo Pháp Hoa để tưởng tượng có chư thần chứ gì, thì nó cũng không ăn nhập được cái giới trẻ phương Tây. Bởi vì cái gốc ở đây, cái giới trẻ phương Tây này, cái gốc này nó gốc đó là đạo Thánh Giá. Mà đã nó còn bỏ cái đạo nó không tin, bị nói nó giờ nó khoa học, nó văn minh, nó tiến bộ, bây giờ nói đâu trên con thượng đế nào thì mình nói là tôi không đụng tới đạo tao, mà tôi nói chuyện đứa trẻ giờ nó nói nghe. Nó thực tế, tôi có làm thì tôi có ăn, tôi có học thì tôi có cái cấp bằng, có cái làm ăn tiền cao. Tôi học ít thì tôi đi làm nghề nghiệp tiền ít thôi. Mỗi giờ nếu mà tôi không có đi học thì mỗi giờ tôi làm 10 đồng tới 15 đồng thôi. Nó đâu có tin dù mà thượng hạ gì ban ơn giáng quả, đâu có tin. Đạo nó không tin cái đạo gốc của nó mà nó đi tìm hiểu, mà mấy ông thầy đem đi nhét y như vậy nữa thì làm sao nó tin. Ông thấy rõ không? Cho nên cuối cùng cái đám Tây Tạng nó mới len lỏi, nó tràn qua. Đám Tây Tạng khi mà nó được cái hơi hám Đức Lợi Đạt Ma thì một số nó tràn qua. Thì bây giờ nó tràn qua bên đây á, nó thật sự trước mắt nó giải quyết cái gì? Nó giải quyết cái thiền, ngồi thiền tứ niệm xứ. Rõ ràng thôi, ông tới những cái chùa Mỹ tôi đã tới rồi. Mà chùa Mỹ chứ thật sự mấy Tây Tạng nó tu, mấy ông Tây Tạng tới nó im phăng phát. Chứ không phải như chùa Việt mình mà tới là đi nói xấu sùm rồi đát đâu, quỷ quái đầu thai đâu. Tới chùa Mỹ, chùa Tây Tạng nó rất là hay. Tới không nghe tiếng gì hết, thậm chí không gặp cái ông sư đó luôn. Mà có cái ban rất là hay nha. Ví dụ bây giờ tới đây gặp hai ông trước mắt đi, hai ông như hai ông có trách nhiệm đó. Rồi lo hết, tới cái là phát mỗi người cái bộ đoàn nha. Bây giờ anh mời anh lên chỗ anh ngồi đó đi. Thế thì ngồi dùng xung quanh, ngồi im văn phát. Thì giờ mình xách cái bộ đồ tới, mình phải ngồi im văn phát thôi à. Không làm ăn gì được. Ông mà vừa mở miệng cái là, hoặc là có cái giấy dán gì rồi, hoặc là có người đi nhắc nhở rồi, mà không ai nói chuyện tới ông, nói chuyện tới ai. Còn Phật tử người Việt mình là nó nhô vô chùa là nhô. Bởi vì nó ức chế cả tuần, không có chỗ nó tháo gỡ cái tinh thần đó, cho nên canh tranh thủ riết tới cái giờ đi chùa để vô nhiều chuyện. Nhiều chuyện thằng này lấy bà kia quýnh ghe ông nọ, hay là tối ngày cứ nghe là nghe được cái gì trong một tuần á. Cái người Việt mình họ để trong này nè, họ nuôi cái đầu của họ, cho nên ông thấy cái người Việt mình cái đầu người nó bự á, nuôi riết nó muốn nổ ra luôn rồi, thấy không? Còn người Tây Tạng hôm qua đây họ làm rất hay. Đó, rồi sau đó thì bây giờ cái ngôn ngữ nó cũng bất đồng nữa. Không lẽ họ nói hoài thôi, họ nói về cái cách giờ bắt đầu bắt án, bắt đầu họ chỉ từ từ thôi về cái rồi ôm hay là ốm ốm gì đó, cái nghĩa là cứ là bắt đầu từ họ đòn cái mặt thừa vô. Ông thấy không? Mà mặt thừa tuy rằng nếu những người mà tu thiệt á, những đức Đạt Lai Đạt Ma tu thiệt, họ có cái sự tái sanh thật sự, nó có cái minh chứng đàng hoàng, nói cái thực tế, chứ không có nói kiểu mơ hồ mà anh ráng tu đi rồi anh chết anh về cái cõi Tây Phương là cửu phẩm liên hoa, hạ trung hạ thượng trung thượng có cái mà thường họ đem qua đây học tiền à. Nếu anh tu đàng hoàng anh chết anh sẽ sanh trở lại một người thông minh, một người đỉnh đạt, thí dụ như cái gương những đức Đạt Lai Đạt Ma. Thế thì cái phải đó, cái giới trẻ nó nghe thực tế hơn không? Chứ không có kiểu mà chết anh giảng sanh tịnh độ, anh nói một đàn mà anh làm một ngã, anh cứ tối ngày anh cầu cho ta giảng sanh, mà đã giảng sanh thì cầu được hay không cầu cũng lặng thôi, anh cầu hoài, cầu tới ông bà ta chết mấy chục năm anh cũng còn lôi ra anh cầu để anh ăn tiền đó, thì anh làm phải dối đời gạt thế không? Cái rõ ràng tôi nói hàng thế đúng không? Ông bà cha mẹ ông chết mấy chục năm rồi, vậy chứ ông đi tới cái chùa nào đưa cái giấy bị ông ghi cầu siêu đi, tháng 7 này chùa nào không biểu ghi, chưa kể cả nó đăng trên mạng dân sớ tuyên sớ dân sớ bây giờ tại COVID thầy.
nếu như mình là người tu hành đàng hoàng, mình cầu một lần thôi. Mình là đại trưởng phu quân tử nói một lời, nó nói ông vua mà quân bất khí ngon. Còn trưởng phu quân tử đó một lời nói bốn ngựa khó chạy theo. Anh là cái hạng thầy tu, anh phải hơn cái hạng đó chứ. Mà anh là cái lỗi gì mà anh cầu gì mà anh cầu hoài. Năm nào anh cũng tiên sớ, năm nào anh cũng đưa gửi giấy về tới nhà, biểu ta ghi tên ông bà cha mẹ anh ta. Ông nghĩ kênh rồi cái giới trẻ nó nghe vậy nó tin không? Nói ra là mình vì cái lợi mà mình quên đi cái lợi ích tồn vong cho cái lẽ chân thật. Thành ra bên tại sao lúc này á, tại hải ngoại nó rần rộ cái đám Tây Tạng, cái đám mật thừa. Nhưng mà thật sự nếu như mà nó đi đúng cái con đường, nó chỉ quan trọng cho người ta thì không sao. Nhưng mà tôi nghĩ á, nếu mà lệch mục tiêu cái rồi nó cũng mai một như trời. Thấy không? Cái thời gian mấy chục năm trước ông thấy cái tịnh độ nó len lỏi đất nước Việt Nam cỡ nào. Nhưng mà sau này bây giờ cái tịnh độ của chừng nó không bằng cái đám mật tông á. Cái mật tông nó thấy bây giờ nó rước mấy cha Tây Tạng qua. Thật sự nó làm mấy cái mạng Đà La, nó làm mấy cái cát tán xa vậy mà thấy dân nó tin hơn cả cái giảng sanh tịnh độ á nha. Đâu thấy không? Cho nên á, mình thấy được. Nhưng mà điều rồi nghĩ cho cùng suy cho tận á, tất cả những phương tiện đó rồi cuối cùng rồi cũng đem đi dẹp hết rồi, bị gọi phương tiện mà. Phương tiện mà chứ đâu phải là cứu cánh đâu. Cho nên đã, mà nếu bây giờ cái căn cơ trình độ chúng sanh á, mà mình nói liền cứu cánh á, thì nó không nghe. Nói liền cứu cánh họ nghe không nổi. Cho nên phải dùng phương tiện. Mà phương tiện mà nếu phương tiện hoài mà vì cái lợi á, thì rốt cuộc rồi nó cũng bỏ như thường. Cho nên bây giờ cái thời buổi giờ á, nó suy di rồi. Cái đạo giáo hay tôn giáo cái nào nó cũng suy di hết trơn á. Mà nó chỉ có hai hôm qua tôi biết cái bài thơ mà thôi tôi nghĩ là thôi. Tôi dẹp tôi không thèm, tôi để tôi mình tôi coi á. Chỉ có hai cái nghề mà là dễ làm ăn nhất trong sau hiện tại. Một là nghề tôn giáo, hai là nghề từ thiện. Đúng không? Tôi nói đúng không? Hai cái nghề làm ăn dễ nhất cuộc đời này, cõi đời này, hiện tại này là một là nghề buôn thần bán thánh, là nghề tôn giáo chứ gì. Hai là nghề từ thiện là dễ ăn nhất. Thấy không? Từ thiện giờ tiền tỷ 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 đó, giờ nó phanh phui ra đó, thấy chưa? Nhưng mà tuy rằng á, bà Phương Hằng Đại Nam á, nói thiệt á, bà thì bà chửi quá thì nghe nó mất cái giá trị, chứ đúng ra nếu không có bả nó không có nổ tung mấy chuyện này ra đâu. Nếu mà nếu có cơ hội cũng cảm ơn bả thật sự. Nhưng mà được cái tự nhiên bả mô quá ra thì nó giống như là không ai đụng chạm mà mình lo qua nó kỳ. Nhưng mà không có bà Phương Hằng nó không lòi trần ra, lòi láng ra hết. Mà thì nó không lòi ra thì tiếp tục cái nghề từ thiện này nó vẫn làm giàu tới nữa. Đó, bây giờ ông dùng cái chữ nghề đó là chính xác đó. Tuy nhiên tôi cũng xin lỗi, nói đây tôi cũng xin lỗi với những người làm từ thiện đàng hoàng nha, chứ không phải không đàng hoàng, không có ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên, phải không? Cái câu nói đó thì mình nói mình cũng xin lỗi những người làm từ thiện đúng lương tâm lương tri. Mấy đời ngày nay hễ ông thầy chùa nào làm từ thiện là ông thầy chùa đó giàu. Ông thầy chùa nào mà nuôi mồ côi là ông thầy chùa đó giàu. Ông thầy chùa nào nuôi người già là ông thầy chùa đó giàu. Bà sải nào, bà giải nào nuôi thầy chùa, nuôi một con, nuôi cô nhi, nuôi người già là bà giải đó giàu là sao? Rồi á, có cái người nào mà cái trong nuôi mà cái tài khoản không có người nào mà không dự bị mà để hết tiền hết trơn á. Mà vậy mà tỷ 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 trong nhà băng mà cứ mở miệng ra là than. Mà ngặt cái người Việt Nam mình nó có cái tật là thương mà thương không trí tuệ. Hả, nghe nói là rót tiền vô à, kệ. Bây giờ tôi hỏi ông này, giữa ông ba ông đang mấy ông nghĩ coi tiền mấy ông nó tính ra thật sự mình nói xin lỗi chứ đủ ăn không đủ nữa. Nếu lơ mơ mà không khéo co là không đủ, phải không? Nhưng mà nếu nghe quê hương, nghe dân tộc, nghe cái chuyện gì ta khổ vậy coi, thà mình nhịn chứ mình ráng mình đi cài chứ 100-200 bỏ ra không tiếc. Trong khi tiền vô túi họ tỷ 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 mà họ không hề nghĩ được, những người bỏ tiền vô đó là mồ hôi là nước mắt, họ cứ nghĩ là tiền này chắc nó giống như rụng như lá mùa thu.
Cho nên nếu như bây giờ á, cái nghề tôn giáo, nếu bây giờ các chùa Bắc Tông mà không dựng tượng Di Đà, không dựng tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn, không làm tượng nhiều, nói gom lại là không làm tượng nhiều, nhưng mà trong đó tượng Di Đà là một, tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn hai, là cái chùa đó coi như là không có giờ. Bởi vì cái buôn nghề tôn giáo mà. Rồi bây giờ từ thiện, làm từ thiện, thật ra đó tội nghiệp mấy người nghèo, họ đứng là bình phong cho quay, rồi có khi phải sắp xếp cho họ nói. Họ nói, họ than, họ giảng, họ cảm ơn, họ nâng niu, họ nhưng mà thật sự tới họ được bao nhiêu? Tới họ bao nhiêu? Đó, cho nên thấy giờ thấy mệt mỏi lắm. Nên tại sao giờ tôi nói thiệt, tới vụ từ thiện này tôi cũng mệt mỏi, tôi không muốn làm. Không muốn làm nữa luôn. Mà thật thôi giờ mình hứa năm mình làm lành vậy nè. Những năm mình làm lành nghĩ vui, giống như là vừa là cho người người nhận họ vui, mà vừa là những tín đồ quý mình họ cũng có cái duyên họ làm phước thôi, chứ còn ấy như tôi hứa cái chú ở Cà Mau một năm đó, là bây giờ mới vừa gửi cho 10 triệu nữa đó, là còn lại 8 triệu nữa là xong đó. Thì bây giờ chú Phật tử nó gửi qua, bởi vì lúc này là gửi tiền về Việt Nam cũng được, không có người giao, họ chỉ có ngân hàng đó, thấy không? Mấy ông suy nghĩ cho kỹ coi, giờ đó, bây giờ mấy ông lớn tuổi rồi thì mấy ông không thấy được cái bộ mặt ngày nay, chứ hai cái nghề đó là ngon nhất. Thân một là nghề tôn giáo, hai là nghề từ thiện. Thân ăn nhất hả? Dễ kiếm ăn nhất, mà một nó đẻ ra tới ngàn, chứ không phải là một nó đẻ ra 10 trăm đâu. Trăm tỷ không? Bây giờ ông này nhìn sơ sơ thôi, tôi thấy Tết mấy thầy lì xì có 1 đồng nè, mà Phật tử á, sòn sòn thôi là nó cũng phải cúng dường lại là 50, 100, là thấy có thể một lời 50, một lời 100 không? Phật tử giàu nó cúng 500, 1 ngàn, mà phải một lời 500, lời 1 ngàn không? Phật tử giàu hơn nữa tới thầy lì xì có cái lọc 1 đồng nè, thầy định làm đó đó con, coi dạ thầy có thể con xin ghi danh con đăng ký đó cho con 5 ngàn, 10 ngàn, thấy phải một lời 5 ngàn, 10 ngàn phần trăm, 1 ngàn không? Trời ơi, không có nghề nào nó ngon bằng nghề tôn giáo. Đây là thầy nói một chiều thôi, cái thầy mà nói cái chiều kia nữa, thầy muốn làm nghề tôn giáo á, thầy phải có đủ tư cách. Thì giờ thầy phải là thầy chùa, thầy phải ăn chay nằm mặt thì bao nhiêu lâu rồi thầy mới được lên nói được làm cái điều đó, không có nữa đâu. Thầy muốn làm trụ trì thầy để mà cầu với như vậy là thầy phải có, còn làm từ thiện thầy phải nổi tiếng thế nào người ta mới theo thầy, người ta mới bỏ vô chứ. Thầy khơi như con nói là người ta bảo đâu có được đâu. Thầy có cái nghề nào không học không không? Đó thì có nhiều cái khổ lắm mà thầy, nhiều thầy thấy nhiều người nổi tiếng mới làm con chó nó muốn sủa đây, nó phải trải qua 3-4 tháng nó làm cho con rồi nó mới sủa không. Nên em khổ lắm, ai cũng khổ lắm chứ. Vô làm thầy chùa ăn chay niệm Phật bao nhiêu lâu mới được lên chứ, mới được làm trụ trì chứ, đâu phải chạy lên làm trụ trì ngay đâu. Trời ơi, bao nhiêu lâu trời rồi. Không, bây giờ nó không có lâu. Bây giờ miệng liền đó. Ông nói bây giờ người ta không có qua tỳ kheo nữa, người ta đi thẳng lên đại đức hết rồi. Trời ơi, ông ơi. Không có tỳ kheo chứ. Anh nói sao vậy, thầy có tỳ kheo. Sai gì là tỳ kheo. Tỳ kheo là đại đức rồi đó. Đó. Bây giờ đi tắt vậy đó. Đây có thì có đại đức luôn. Thì sao chứ tùy kheo tại đức đó thì tạo tội cho tùy kheo. Chứ không phải không có tùy kheo. Có nghĩa là cái danh từ tùy kheo giống như bây giờ nó là dần nó quên lãng. Ví dụ là tùy kheo thì ký cái văn bản như là đại đức đúng không? Không, bây giờ nói đi nói lại chứ á, mấy ông nhớ một điều á, cái gì hay, cái gì thiện, cái gì chân lý á, học nó lâu lắm. Còn cái gì mà gian dối, cái gì mà gian xảo, cái gì mà mờ ảo, cái gì mà đen tối học có lẽ lắm. Liếc qua thôi, tất cả cái nghề từ thiện bây giờ ngoài đời nó làm là từ đâu ra cũng từ trong chùa mà ra. Tại vì mấy ông thầy làm nó thấy rõ cái là ra thực hành cái bo nè. Không có gì khó. Vô bài liền. Vô bài liền nha, thực tập rất là lẹ. Tốt lẹ lẹ. Rồi bây giờ mấy ông vậy nữa, bây giờ á, tại mấy ông nói chứ mấy ông mà ra cái nghề tôn giáo không cần thầy nữa. Biết bao nhiêu Mỹ này cái chùa hội. Cái chùa hội
nó đi len lỏi vô các cái chùa, nó thấy mấy ông thầy chùa bị thầy nói chứ ông thầy thì đâu phải là thánh đâu, ỉa cũng còn thua suối chứ đâu phải ỉa thơm, nó canh cái suối của mấy ông thầy rồi bắt đầu nó ra nó rù rì, ví dụ ông Đan rù rì ông ba rì bạn ba thôi bây giờ cho thầy nó ỉa suối lắm đó, thì nó cũng như mình thôi, bắt đầu rù rì về giờ gom vô, giờ mình xúm nhau mà nhiều tay dỗ kêu lập cái hội lập cái chùa đâu khó. Rồi bây giờ bên đây ở bên sân, ở bên sân sân gì đó sao dê San Francisco Sacramento biết bao nhiêu cái hội đâu có thầy, nó rủ mấy hiệp nhau lại, nhưng mà nó khổ như vậy nè, nó khổ thằng nào đứng chủ quyền là của thằng đó, nhưng mà bá tánh nó cũng không để, nó cũng lầm nữa, nó tánh vợ dưa nó gặp vợ dừa, nó sợ mấy ông thầy chùa, nói mấy ông thầy chùa giờ gian dối mấy ông thầy chùa thế này kia nọ, nhưng mà rốt cuộc mấy ngoài đời nó còn điêu ngoa, nó còn xảo trá, nó còn manh nha, nó còn hơn nữa, nó vừa kết hợp đời với kết hợp đạo, nó còn manh nha xảo trá còn hơn nữa đó, nó khôn còn hơn cái gì nữa, nên là nó quỷ nó không quỷ mà nó người ta nó không người ta nữa đó, thấy chưa. À, nhưng mà hay trở là mấy ông cứ việc len lỏi vô mấy cái chùa, cứ canh cái chỗ mấy ông thầy chùa ỉa thúi đó, rồi mấy ông quýnh tới thì cái đám Phật tử nó nghe, ông Phật tử ông đó Phật tử nó nghe nó mới lập cái chùa này, nó lập cái chùa nọ, nó lập cái hội này, nó lập cái hội nọ. Trời ơi, chứ đâu phải khó đâu, thời nay không có khó. Rồi chưa đâu mấy ông mà có cái máu dê tôi nói đó, rồi cũng cứ việc len lỏi vô mấy cái chùa rồi học vài cái bài pháp, nói dây không đồ đó, nói những cái mà chân lý rồi học lẹ lắm, mấy này mấy ông học lẹ lắm, không cần cao đâu. Rồi là mấy bà mà chồng chán mà chồng chê mà chồng chết là nó ngã theo ông dày dai, không cần cao đâu, không cần cao đâu. Vậy là anh nằm trước đây, thôi cha cứ vậy đó, rồi vô là thấy bởi vì á cái tâm lý Phật tử đi chùa đại đa số là nó bị phiền tối gì mà cái gì đó nó mới tới chùa. Nó tới chùa mấy ông mà ngon ngọt và lời lẽ rồi cười rãng rãng như ông Đan rồi. Rồi lên nữa, lại qua tay lên nữa. Tại mà thầy đưa lên mạng á, nghe là thiên hạ tá quả rồi lúc đó. Nó thu hút, cho nên nó thu hút. Không, chị ha, bây giờ chị rảnh chị cũng được, em cũng được. Rồi tới tôi đi, rồi tôi dạy cởi mở tâm lý cho. Thì cởi mở tâm lý thì cởi, nói hồi cái nó gục vô vậy thì cởi mở sinh lý đâu có khó khăn gì. Cái này kia khủng biết quá. Rồi có vậy là cứ này, là số anh là số đào hoa, mà gặp em đào mỏ thì cứ hai ta cùng đào. Nó về nó đúng lĩa chồng nó bị tiền bạc của cải trời ơi. Tại vì tôi từng gặp biết bao nhiêu cái thành hoàng Phật tử này rồi, tôi mới nói đúng nghe bon chứ không phải tôi nhận nha. Tôi có quen cái Phật tử Cali á, coi như anh này là cứ việc 2-3 năm là anh thay đổi một con, 2-3 năm thay đổi một con. Trời ngon vậy thầy, bao nhiêu tuổi mà ngon vậy? Năm nay là chắc khoảng tuổi hợi đó, tuổi hợi này ngoài 60 à. 61-62 rồi. Mà từ 54 mấy là thôi vợ luôn nha, cứ 2-3 năm là con, 2-3 năm con. Vậy đó. Mà coi như cứ vậy đi chùa, mà ảnh coi như là mấy ông thầy cúng anh cũng cúng được nha, mấy ông thầy giảng pháp ảnh giảng không hơn mấy ông thầy nữa. Bởi vì coi đời mà trời ơi, ví dụ như tôi đi, tôi giảng cho mấy ông nghe, nhưng mà thật sự tôi nói nó thôi chứ đời tôi đâu có nhúng vô, tôi đâu biết, chẳng qua là nói cái miệng thôi, thì nói miệng nó làm sao nó hết được. Còn đằng này đã nhúng vô rồi, nói là thôi mấy bà mê lắm, cứ rồi anh ta mới thôi, giờ anh ta có cái nhà, cứ vậy anh ta cũng lập cái am, làm ăn gọi là tu đạo. Rồi thế thì mấy bà mà chồng chán, mà chồng chê, chồng chết thì cứ tới đây tu đạo tu. Tu đạo tu vậy đó, là cứ đạo ù vậy là tới vậy đó. Thành ra cứ 2-3 năm là con 2 năm. Mà mấy con đó nó có tiền nha. Mấy con mà chồng chết, là chồng chán, là chồng chê nó có tiền. Nó cứ về nó nuôi. Trời ơi gặp bây tôi mới nói, số anh là số đời qua. Mà gặp em đào mỏ thì hai ta cứ đào. Nó tội lỗi ghê gớm lắm chứ đừng có tưởng. Mấy người đi chùa mà nó nói chuyện đạo đức là mấy người nó tội lỗi dữ dằn lắm. Nó nói để được làm đàn bà. Thế thì ông nghĩ đó, xã hội giờ nó vậy đó.
Mà cái đó ai dạy? Mấy thầy chùa dạy. Mấy thầy chùa dạy, tại mấy thầy chùa cũng vậy thôi. Nếu ông biết nay là tôi xấu quá nha, chứ mà nếu tôi mà được cái phước mà tôi trắng trẻo, tôi đẹp một cái thôi thì nói thiệt ông mà làm mấy chuyện này là Phật tử nó cũng mấy bà mà chồng tráng chồng chê chồng chết nó cũng ào ào. Còn thì tôi xấu nó đâu cứu. Chứ mình chọc chắc quá vậy này. Thôi vậy đó. Đó cho nên cái đám mà của mấy mụ đây nè, nó đám mà nó bạn con á nói thầy á lỗ mũi dày, thành ra cái đó nó như thế nào, rồi thầy mập cái đó nó teo hay nó mự đó, cái đó nó theo thầy tuy rằng xấu mà nó có gì cái đó tôi chửi cho một chọc đó. Đó là mấy mẹ sồn sồn nè, bạn có mấy mẹ sồn sồn nè. Mà nói tóm lại thầy nói chuyện tiêu cực không à, có một chuyện tích cực thầy, như ở Mỹ khắp thế giới này thầy, cái hội thập tự á, làm thiện nguyện á thầy, biết bao nhiêu lâu rồi thầy. Mà cái đó nó không có dính đến tôn giáo nào hết à? Nó cũng là thiện nguyện thầy, nó là thiện nguyện. Thôi mình thiện nguyện mà thiện đâu phải tôn giáo nào không thiện. Nó không dính tôn giáo nào nó mới yên á. Dạ không dính tôn giáo, nhưng mà người ta làm việc thiện thầy. Hết đời này qua đời nọ là thì đó, nó không dính tôn giáo, nó không dính vào một cái niềm tin tôn giáo không, mà nó dính vào một cái tấm lòng của con người. Cho nên nó theo tôn giáo, theo đạo giáo nó có cái lợi mà nó cũng có cái hại. Nó là con dao hai lưỡi. Nếu theo trúng con đường chân chánh á thì nó lại là đưa con người tới tệ tri, tệ giác, tệ kiến, tệ giác. Còn nếu như mà theo tôn giáo mà mù mờ á thì nó từ chết cho tới bị thương. Mà mình biết vậy mà gỡ đâu có ra. Biết bao nhiêu người tan nhà nát cửa vì theo tôn giáo. Tôi không nói tôn giáo nào. Theo rồi cái đạo Hồi nó cuồng tín cũng vì tôn giáo. Đám mại xít gì đó. Không phải chưa? Nó rõ ràng tôi không có tiêu cực mà tôi nói rõ nó như vậy đó. Nhưng mà sợ ngày nay đó, nếu không tiêu cực thì nó không vũ khí thiên hạ được. Ủa, nếu mà nó không làm những cái điều gọi là tiêu cực, còn mà nếu nó tích cực, kích cực như tôi vậy thấy không? Thay chết mẹ luôn, chẳng ai phát tâm cúng đâu, bởi vì đâu có được gì đâu cúng. Còn bây giờ mấy thầy nói, trời ơi, giờ Phật tử cúng đi cho có phước, cúng đi cho có phước, cái là coi như nó cúng ào ào, nó dành nhau nó cúng à, tôi nó không có phước. Nơi này thầy gì cái bà cái sắc đó không có đâu, cái anh chưa gì cái đấy đó, có mẹ không có mẹ đều là không hết là thầy ơi, trời ơi thầy nghĩ sao vậy, không đáng hết thầy. Có không, thầy chỉ nói thầy chuyện đó, chính phủ Mỹ đó chấp nhận cho những hộ thẩm hợp tự như vậy đó 50% cái tiền chi phí đó thầy, tiền nguyên góp được đó, thầy lấy được 100 đồng cái gì trả cho thầy 50 đồng, thầy nguyên góp được 100 đồng. Còn nói cho thầy cái luật đúng luật đó, chính phủ Mỹ nó cho phép thầy đó, thì bao thuế đó, đó. Thầy thu nếu mà rồi cái tiền đó nó cũng thuộc cái hội chứ không cá nhân, nó trả lương thầy, ví dụ nó trả lương thầy, và người trả tiền xe cho thầy đi, thầy cái gì đầy đủ hết, 50 đó, 50% đó thầy, 50% đó, mà nó cũng nhiều lắm rồi, nó cũng thấp lên, nó cũng kinh lắm, nó khắp kêu khắp thế giới. Nếu mà nếu mà đúng như vậy thì bây giờ cái đám mà đi vận động từ thiện 3 tỷ đi, nó lấy 1 tỷ rưỡi qua tối đâu quỳ gì nói đi đâu, nếu làm việc khai thuế ra đồng bằng cái không có thầy nói được, là có sao kê đàng hoàng đấy, không phải sao kê, trường hợp thầy nói là khác ở chỗ này nè, là cái giấy phép nó được cấp mà do chính phủ Mỹ cấp đó thì nó mới áp dụng cái phương thức, thì bởi vì có kiểu này có nghĩa là tiền bạc nó rõ ràng rồi, nó được hết. Còn nếu mà ông Việt Nam ông muốn ông xài 50 đó, ông được quyền xài 50 rồi ông thì ông phải lập ra một cái tổ chức từ thiện đàng hoàng, có giấy phép đàng hoàng, có hạch toán đàng hoàng, có thu vô, có chi ra. Nên họ kêu mấy ông cái đó là bên đây hồng tập tự nó được hưởng 50%, 50% được lấy xài, súng nhau Việt Nam đã thừa vậy rồi, súng nhau làm vậy đâu có tội lỗi gì. Nếu không có giấy phép xài nhưng mà có giấy phép đó, có cái pháp dân pháp lý đó, đó có nghĩa là trả lương, trả lương, chứ không phải là đâu bị chạy, chứ không phải là ông muốn giữ rồi ông xài như ông xài, không phải, không phải ông chỉ có lãnh lương thôi thì biết là bây cho nên cái gì nó không phải giấy tờ phép tắc hoặc là chứ để nó nói là bên Mỹ làm từ thiện cái lượt lấy lại 50% thì chúng nhau ai cũng làm thì cho nó sướng rồi. Giống như đây bây giờ nếu mà thầy lập cái quỹ từ thiện đó, nó thiện tháng nó quy định trong nội bộ quy định nhau thầy chức vụ đó rồi thằng lương thầy 2.000 tháng là 2.000, còn mọi thứ chi phí thầy đi đâu công tác ở gì đó thì có cái quỹ nên chi, chứ thầy không được tự túc lấy cái tiền này ra mà xài như vậy là không được.
nó có quy định của nó, nó có rõ ràng rồi. tôi biết cái đó, đâu thấy không, tôi đâu có dám lấy cái thẻ tôi đi chạy đâu, không bao giờ đụng tới cái gì phải sổ sách này, và một đồng tôi cũng không đụng. Cái thứ là một cái thứ luôn thôi đó, cho nên tôi không đụng. Thà như ký chết trả một lượt là mình khai cái tiền này tôi sửa văn phòng. Đó, chứ tôi đâu bao giờ mà một đồng tôi không cà mà không lấy mà biết chứ. Một ngày cái thứ luôn thôi thầy thôi. Thì sao thầy muốn? Chứ thầy không ăn hết lo kể không? Thôi được rồi, con xin thầy, thôi được rồi, đủ rồi. Rồi con đi đây. Anh sướng là ơi, anh nhờ vui vẻ đến đây rồi. Hôm nay không đón vợ ra vậy? Thì...